khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 7. Đây là kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định một số nội dung đáp ứng yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Huyện Trà Bồng hiện có 24 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu phát triển mới và nâng hạng cho 22 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người lao động nên cân nhắc kỹ khi rút bảo hiểm xã hội một lần. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 7. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm kịp thời xem xét quyết định một số nội dung đáp ứng yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dự họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ, trong quý 1 năm 2022, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của nhân dân trong tỉnh. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tích cực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để các hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra thông suốt, bảo đảm an sinh xã hội, đưa kinh tế xã hội của tỉnh trong quý 1 năm 2022 tiếp tục tăng trưởng. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua các nghị quyết về phân khai kế hoạch vốn và phân bổ kinh phí để làm cơ sở cho Ủy ban Nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn và dự toán năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện. Thông qua danh mục bổ sung công trình dự án thu hồi đất và danh mục công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2022 và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của 4 dự án. Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án để hoàn tất thủ tục triển khai thực hiện dự án từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân tỉnh sẽ thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quốc Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2020. Đây là nhiệm vụ lớn, quan trọng, tác động lâu dài đến mục tiêu phát triển của tỉnh. Việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quốc là cơ hội lớn để xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển, sắp xếp phân bổ không gian phát triển khu kinh tế Dung Quốc một cách bài bản, khoa học, nhằm khai thông và tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường. Các nội dung được quyết định tại kỳ họp lần này là biện pháp quan trọng để cùng với thực hiện các chủ trương chính sách của chính phủ, góp phần tháo gỡ khó khăn để khôi phục phát triển kinh tế xã hội, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, tạo điều kiện kích cầu để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kỳ họp cũng sẽ thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, đặc biệt là bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này để có chất lượng, nhanh chóng được triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp chuyên đề năm 2022 của Hội đồng Nhân tỉnh khóa 13. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Kỳ họp đã thông qua dự thảo nghị quyết phân bổ kinh phí thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 với tổng số tiền hơn 12 tỷ rưỡi đồng. Dự thảo nghị quyết phân khai kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022 để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quản lý bảo trì đường bộ với tổng số tiền hơn 72,4 tỷ đồng. Thông qua nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022,
quy định về việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022 đến 2025. Quy định về phân cấp quản lý sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi. Đối với việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, nguồn vốn ngân sách địa phương đợt 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phân bổ hơn 2,7 tỷ trong tổng số 5,5 tỷ đồng vốn của tỉnh chưa phân bổ để bố trí trả nợ quyết toán 5 dự án. Số vốn còn lại hơn 2,7 tỷ đồng sẽ trình phân khai sau khi có nhu cầu của các đơn vị. Đối với vốn chuẩn bị đầu tư công hơn 5,4 tỷ đồng, hiện có 46 dự án cần bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư năm 2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phân bổ hơn 5,4 tỷ đồng vốn chuẩn bị đầu tư năm 2022 với các danh mục dự án do cấp tỉnh quản lý thực hiện để các đơn vị có cơ sở thực hiện các thủ tục đầu tư dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương cho 6 dự án. Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cao năng lực Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Ngãi. Mục tiêu nhằm tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực hoạt động của trung tâm, quy mô đầu tư xây dựng mới khối nhà chính, các hạng mục phụ trợ và mua sắm thiết bị. Tổng mức đầu tư dự án gần 40 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện dự án không quá 3 năm. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Quảng Ngãi, gồm nhà làm việc, nhà thực hành, ứng dụng khoa học công nghệ và các hạng mục phụ trợ. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh được điều chỉnh sang ngân sách trung ương từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thời gian thực hiện điều chỉnh từ không quá 4 năm thành thực hiện trong năm 2022-2023. Trong sáng nay, kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Nguồn vốn đầu tư 60 tỷ đồng được điều chỉnh từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh sang ngân sách trung ương từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thời gian thực hiện điều chỉnh từ không quá 4 năm thành thực hiện trong năm 2022-2023. Kỳ họp cũng thông qua điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế dung quốc tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế dung quốc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, khu kinh tế dung quốc có diện tích khoảng 45.332 ha. Mục tiêu của đồ án nhằm xây dựng khu kinh tế dung quốc trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, là khu vực phát triển đô thị, trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là một trong các đầu mối giao thông vận tải, trao đổi hàng hóa và giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Kỳ họp đã thông qua nghị quyết điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Danh mục bổ sung công trình dự án thu hồi đất và danh mục công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện một số dự án thủy điện. Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế tại đơn vị cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Cũng trong sáng nay, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã miễn nhiệm và bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Chúng tôi sẽ thông tin trong chương trình thời sự tối nay. Sáng nay tại điểm cầu Quảng Ngãi, lãnh đạo thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về phản biện xã hội dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đã chủ trì hội nghị. Dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với 7 chương và 74 điều. Luật được ban hành nhằm xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế chặt chẽ để nhân dân thực hiện quyền làm chủ đã được Hiến pháp năm 2013 quy định. Đa số các ý kiến hội nghị sáng nay đều khẳng định việc ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở là cần thiết. Bố cục dự thảo luật chặt chẽ, hợp lý. Nhiều ý kiến góp ý đã làm rõ thêm các quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung, nguyên tắc, hình thức thực hiện dân chủ cơ sở. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của các chủ thể trong thực hiện dân chủ cơ sở để nâng cao vai trò làm chủ của nhân dân.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị. Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp thu tổng hợp và gửi các ý kiến đến ban soạn thảo, các ban ngành liên quan để dự thảo luật sớm được Quốc hội thông qua và ban hành. Hơn 300 cán bộ chiến sĩ thường trực và lực lượng dân quân Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn giúp người dân thu hoạch nông sản, nạo vét kênh mương nội đồng. Các chiến sĩ đã tham gia nạo vét gần 1 km kênh mương nội đồng, giúp bà con nhân dân thu hoạch nông sản, vệ sinh và phát quang bụi rậm, dọn dẹp đường nông thôn tại xã Bình Phước. Trong đợt huấn luyện năm nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn tổ chức thăm tặng quà cho 3 gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá mỗi phần quà 500.000 đồng. Đợt huấn luyện nhằm giáo dục cho cán bộ chiến sĩ, dân quân hiểu rõ ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác dân vận, xây dựng, củng cố và tăng cường mối đoàn kết quân dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua chương trình Mỗi xã một sản phẩm, các mặt hàng nông sản chủ lực địa phương được nâng cao chất lượng, giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều sản phẩm OCOP của huyện Trà Bồng đã được bày bán tại các cửa hàng OCOP, siêu thị và các cửa hàng thương mại trong và ngoài tỉnh. Trà Bồng có 5.200 hectare đất trồng quế, hàng năm cho sản lượng thu hoạch từ 1.800 đến 2.000 tấn vỏ quế khô. Xác định thế mạnh và tiềm năng từ cây quế truyền thống, huyện Trà Bồng định hướng phát triển đa dạng các sản phẩm từ quế để tham gia chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm. Hiện có 17 sản phẩm chiết xuất từ cây quế được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Các mặt hàng mình được chứng nhận OCOP là sản phẩm có đầu ra là nó rất là tốt, hơn lúc chưa có sản phẩm OCOP. Thì nó tạo điều kiện để đầu vào mình có thể nâng giá thành sản phẩm này cho người dân. Có các sản phẩm OCOP là ok, là các trung tâm thương mại đó người ta dễ nhận, người ta dễ tiếp cận cái sản phẩm OCOP của mình. Xác định chương trình mỗi xã một sản phẩm là chương trình quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện Trà Bồng tập trung đánh giá, rà soát các sản phẩm có thế mạnh để hỗ trợ phát triển, quan tâm khai thác các nguồn tài nguyên bản địa, hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm tiềm năng để xây dựng phát triển thành sản phẩm OCOP. Ngoài các sản phẩm từ cây quế truyền thống, huyện Trà Bồng đã phát triển thêm nhiều sản phẩm đặc sản của địa phương như cây gừng gió Trà Bồng, chè bẻ cành Trà Nham, gạo lúa sấy bản địa, đậu xanh, đậu đen bản địa. Với kế hoạch của năm 2022 đó là việc nâng cấp sản phẩm từ những cái hạt nông sản là thô để mà chế biến, sơ chế ra thành những cái nông sản như là về cái bột ngũ cốc, ví dụ như gạo lúa rải thì có thể là tinh chế ra là bột gạo lúa rải để trị cái bệnh tiểu đường. Và đối với cái dần đậu xanh, đậu đen ấy thì sẽ chế biến ra thành những cái dần bánh. Huyện Trà Bồng hiện có 24 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu phát triển mới và nâng hạng cho 22 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Địa phương sẽ tập trung vào các nhóm sản phẩm chủ lực gồm nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tinh dầu quế, sản phẩm đặc sản, thực phẩm như heo bản địa Trà Bồng, gà kiến Trà Bồng, rau thủy canh và nhóm sản phẩm du lịch tâm linh. Hướng dẫn và tuyên truyền bằng những cái văn bản cụ thể, bằng những cái chính sách để tất cả những cái đối tượng từ người dân cũng được tiếp cận từ cái chương trình, ví dụ như chương trình của giảm nghèo, hoặc là cái chương trình của sự nghiệp của kinh tế của huyện, của xã. Còn đối với cái có cái hợp tác xã và có cái chủ thể doanh nghiệp thì chúng tôi cũng tác động vào đó bằng có cái chương trình của các cái tổ chức làm sau đó để vừa giúp cho chủ thể nhưng cũng đồng thời là giúp cho nhân dân tạo ra được cái giá trị sản phẩm sau sản xuất. Huyện Trà Bồng tập trung triển khai thực hiện chương trình OCOP trên cơ sở phát triển những sản phẩm tiềm năng thế mạnh, nhất là đối với những sản phẩm nông nghiệp. Tập trung phát triển các sản phẩm này theo hướng gia tăng giá trị, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào, dân tộc, thiểu số. Bản tin trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt.